Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2024. Giải nhất miền Bắc, 85263. Giải nhì, 42823. 53612. Và bao gồm cả giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 16727. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.